Chào mừng toàn thể mọi người đã quay trở lại với kênh Điện tử Thái Thắng. Thì kênh Điện tử Thái Thắng chuyên bán những cái sản phẩm thiết bị điện tử rất là độc lạ, như là ống nhòm, rồi là những thiết bị quang học, rồi tất cả những cái máy, những cái thiết bị nội soi như này. Đây là những cái camera nội soi vào những cái chỗ không thể với tay được đến nơi, hoặc là những cái camera bình thường không thể tới được nơi. Những cái không gian nhỏ hẹp, hoặc là những cái nơi khó quan sát ở bên trong như là máy móc này, rồi là các kẽ lứt xây dựng này, cầu đường. Ngoài ra những cái camera nội soi này còn được dùng để quan sát những cái cho những nhà sinh vật học, những cái nhà mà quan sát những cái tổ kiến, hay tổ mối, hay tổ rắn, hoặc thậm chí là có thể đi móc cua được. Bên mình camera nội soi cầm tay này thì có chia ra làm hai loại, một loại là camera gắn dây, loại thứ hai là camera có wifi nhé. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho mọi người là cái loại camera cắm dây. Cắm dây thì cũng có hai dòng, đó là dòng có màn hình và dòng không có màn hình. Như dòng có màn hình là cái dòng những cái dòng hộp to như này, hoặc là dòng không có màn hình thì chúng ta sẽ kết nối bằng vào điện thoại hoặc là máy tính nhá. Đó, những cái dòng này có thể kết nối được vào điện thoại hoặc máy tính. Đây ví dụ như dòng này thì đây là những cái dòng sản phẩm mới về ở bên mình. Dòng này thì nó có cái rất là hay, đó là cái đầu USB này, nó có tích hợp cả đầu mi, tích hợp cả micro USB và đầu USB này, thì giúp chúng ta có thể cắm được cả máy tính này, rồi là cắm cả vào điện thoại Android nhé. Đó. Android camera, HD camera. Thì tất cả những cái dòng sản phẩm này đều có những cái kích thước khác nhau. Có loại thì 5m, loại 1m, 2m và loại 10m. Như cái này là cái kích thước của cái đầu của cái camera này là 7 mm, và cái kích thước chiều dài của cái dây là 5 mét nhé. Đó. Đây cũng tương tự như thế. Tất cả những cái sản phẩm này thì đều được trang bị tiêu chuẩn IP67, tức là có thể chống thấm nước được. Đó. Những cái vùng nước nông hay là gì cũng có thể nhúng được nước được. Đó. Tiêu chuẩn IP67. Sản phẩm rất là hay, những sản phẩm rất là tiện lợi. Cái này sản phẩm là gắn gắn vào điện thoại luôn nhá, cắm vào điện thoại luôn và dùng phần mềm ở bên đó, hoặc là những cái sản phẩm này. Sản phẩm này thì là cái sản phẩm cực kỳ độc đáo, là có thể kết nối được cả với điện thoại iOS nhá, đó là những cái điện thoại iPhone đó. Thì chúng ta có thể cắm cái chân cổng Lightning vào đây. À, tức là cắm cái dây USB có cổng Lightning ở đây thì có thể kết nối được với iPhone qua thiết bị cắm dây. Đây là thiết bị cực kỳ độc đáo. Thêm như nữa là những cái sản phẩm như thế này. Đấy. À, những cái sản phẩm này là những sản phẩm có màn hình nhé. Có màn hình thì chúng ta sẽ không cần phải cầm theo cái điện thoại nữa. Chúng ta cứ cầm nguyên cái bộ này đi quan sát, và thậm chí là có cả cái dây để kết nối ra cái màn hình lớn nhé. Đó, rất là tiện lợi luôn. Thì để mua những cái sản phẩm này cũng như những cái sản phẩm camera nội soi khác, hoặc là những sản phẩm độc đáo khác ở bên Điện tử Thái Thắng, thì mọi người có thể lên trang web điện tử thái thắng.com, hoặc là gọi điện vào hai số điện thoại hotline đang hiển thị trên màn hình nhé, 0974 444 097 hoặc là 0912 245 244. Thì Điện tử Thái Thắng sẽ tư vấn tận tình và gửi về cho tất cả mọi người, và thanh toán trực tiếp tại nhà luôn. Nếu mà mọi người có muốn xem hàng thì vẫn có thể xem được nhé. Thì nếu mọi người mà không thích cái loại mà có dây này thì chúng ta có thể dùng cái loại có wifi nhé. Có wifi thì cũng có, bên mình có rất nhiều các cái dòng cái mẫu. Mọi người có thể lên trang điện tử thái thắng.com hoặc là gọi vào hai số điện thoại hotline nhé. Thì cái loại wifi đấy thì có nhiều loại, có cả chức năng cắm dây, cả loại phát wifi để cho điện thoại bắt cái wifi đấy, thì chúng ta sẽ dùng cái điện thoại của mình. Đó, thì nó sẽ kết hợp, nó sẽ có thể dùng cho được cả iOS cả Android. Rất mong mọi người có thể ủng hộ bằng cách là nhấn nút thích ở bên dưới, nút subscribe tức là nút theo dõi kênh Điện tử Thái Thắng, và nút chuông ở bên cạnh, thì bên mình sẽ ra những cái clip chi tiết về những cái sản phẩm này. Bên mình sẽ lần lượt ra những cái clip chi tiết về những cái sản phẩm này. Đó, những cái clip ở phía sau thì chúng ta sẽ, nếu mà mọi người nhấn cái nút chuông ở bên cạnh ấy, thì nó sẽ báo luôn về điện thoại nha.
Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào những clip mở hộp lần sau. Xin chào.